Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên cưới muộn và cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thời gian gần đây, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên được đông đảo công chúng quan tâm qua bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Việt Kiều. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên có lẽ là tên tuổi không quá xa lạ với khán giả Việt. Cô thành danh với nhiều vai diễn truyền hình lẫn điện ảnh trong các tác phẩm nổi tiếng như Gái Nhảy, Vị Đắng Tình Yêu, Trái Tim Chó Sói, Tháng Năm Rực Rỡ. Sự nghiệp thành công nhưng Mỹ Duyên tìm thấy tình yêu ở độ tuổi trẻ hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Dù thế, hiện tại nữ nghệ sĩ vẫn đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã và cậu con trai kháu khỉnh. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên được gia đình định hướng theo đuổi nghiệp múa ba lê. Lúc 10 tuổi, cô đã sớm được bố mẹ cho học một trường múa danh tiếng ở Nga. Sau khi tốt nghiệp, nữ nghệ sĩ mang theo hoài bão và ước mơ về nước, phát triển sự nghiệp. Song thời điểm đó, nghề diễn viên múa ở Việt Nam còn chưa được trọng dụng. Vẫn tưởng ước mơ đứng trên sân khấu của Mỹ Duyên sẽ tan vỡ, nhưng may mắn mỉm cười khi cô bén duyên với diễn xuất, sở hữu nhan sắc ấn tượng và biểu cảm tốt, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn để mắt tới. Cô bắt đầu được tham gia nhiều bộ phim, tác phẩm kịch với những thể loại vai diễn khác nhau. Đến năm 2002, nữ nghệ sĩ thành công hóa thân thành nhân vật Hoa trong bộ phim Gái Nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Từ đó, Mỹ Duyên đã khẳng định chỗ đứng của cô trong giới showbiz Việt. Bên cạnh diễn xuất, cô có độ phủ sóng cao vào những năm 90 khi xuất hiện trên khắp các tờ lịch và là người mẫu đại diện cho nhiều thương hiệu. Với thần thái xuất thần và vẻ đẹp ngọt ngào, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên của thời điểm đó được ví như nữ hoàng ảnh lịch. Thành công trên con đường sự nghiệp, nhưng nữ diễn viên lại không thuận lợi trong việc tìm kiếm bạn đời. Đã có lúc cô nghĩ rằng mình sẽ buông xuôi mọi thứ và trở thành người mẹ đơn thân. Nhưng may mắn lại một lần nữa đến với Mỹ Duyên khi cô gặp được tình yêu ở tuổi 42. Được biết, chồng cô là anh Huỳnh Công Phước, một Việt Kiều Đức. Với anh, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên là người phụ nữ giản dị và chân thành. Cặp đôi tiến đến hôn nhân vào năm 2014. Trước đó, cả hai đã có thời gian chung sống với nhau và có một cậu con trai. Năm nay, bé Philly đã được 9 tuổi và vô cùng kháu khỉnh. Vì công việc kinh doanh bận rộn, Công Phước thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn dành nhiều lời khen cho sự ân cần và đảm đang của ông xã. Chia sẻ về cuộc sống vợ chồng của mình, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên từng bộc bạch rằng cả hai luôn tôn trọng lẫn nhau và quan trọng nhất là cả nữ diễn viên và ông xã đều biết cách nhường nhịn và thấu hiểu cho công việc cũng như tính cách của đối phương. Hiện tại ở tuổi 48, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên vẫn miệt mài làm nghệ thuật, đồng thời cô cũng dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Dù tìm thấy hạnh phúc khá muộn, nhưng lại đúng người, đúng thời điểm, Mỹ Duyên của mấy năm qua hài lòng với cuộc sống. Nhớ lại lần đầu gặp Mỹ Duyên, anh Phước kể, khi làm giám đốc chương trình Sức Sống Mới, tôi gặp khá nhiều người nổi tiếng, nhưng lúc gặp Mỹ Duyên, tôi thấy cô gái này sao mà thật thà, bình dị đến thế. Duyên nổi tiếng nhưng sống rất giản dị, cư xử tự nhiên, chân thành. Duyên không tỏ vẻ là người nổi tiếng gì cả, sự hồn nhiên đó thu hút tôi. Hơn nửa năm sau ngày quen biết và theo đuổi, hai người đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Mỹ Duyên bảo, trước đây chị đi đâu làm gì cũng một mình, bây giờ đi đâu cũng nhớ chồng, nhớ con, bởi còn có gia đình đợi chị về. Ngày trẻ làm việc trong tinh thần sống chết với nghề, mọi thứ đều ưu tiên hết cho công việc. Tôi cũng có một đoạn đường thật đáng nhớ, có những thành công nhất định, được mọi người yêu mến. Nhưng bây giờ với tôi, thành công nhất là bữa ăn ngon, giấc ngủ tròn của con, gia đình quan trọng nhất, xứng đáng để tôi ưu tiên thời gian hơn tất cả. Anh Hoàng Công Phước thường đùa bảo Mỹ Duyên may mắn lắm mới lấy được người chồng như anh, biết chia sẻ với công việc của vợ, chấp nhận cả những buổi tối về nhà không có vợ. Anh chia sẻ, mỗi người đều có công việc và tự do riêng, tôi không áp đặt hay ràng buộc điều gì cả. Tiếng là người Huế nhưng tôi lớn lên ở nước ngoài, cách ứng xử với phụ nữ và với vợ mình có lẽ cũng khác. Duyên không biết nấu ăn, tôi có thể vào bếp, không sao cả. Sau nhiều năm tháng thăng trầm, cuối cùng Mỹ Duyên cũng có một bến đỗ bình yên bên chồng và con trai ở tuổi 42.
tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.